cái vỏ này đây đi. Chào hai con. Ghét hả, bữa nay mặc đồ đẹp quá hả, bữa nay mặc đồ cam hả? Cam. Ở đó ai mua nè, con nhớ không? Đúng rồi, bữa nay mặc đồ này đẹp quá trời hả? Cam. Ừ. Cam. Ừ. Ê, bữa nay nghe nói mà Dũng bị đau á, là có phải không con? Đau sao? Đau sao đâu? Mới hái cây cây. Co ở, co không được. Vậy là vẫn còn sưng. Co không được. Ừ. Mới hái thuốc tầm bắt đòi. Ai hái? Con đi hái nè. Hái. Con với chú Quân đi. Gỗ thuốc á. Thấy rồi, đây nè, kế bên đây nè. Cây đó là kêu cây bềm bẹp. Ừ, bềm bẹp ha. Mình làm gì? Tập. Ừ. Nên mình dầm ra. Dầm tâm. Đâm ra. Đâm ra. Ừ. Bỏ muối vô đâm cho nó nhuyễn xong rồi mới đắp vô. Con làm hay ai làm? Con làm đó. Trời ơi giỏi dữ vậy. Giờ đắp giờ bớt rồi đó. Trời ơi giỏi quá. Mà đắp mấy lần Dũng? Đắp mấy con lần à? Còn lần nữa. Còn lần nữa mới hết. Vậy là lá bìm bẹp với muối ha. Muối. Rồi giờ, bữa nay thấy như chú Phương dẫn đi chăm cứu đúng không? Có chăm cứu mà chưa, 4 giờ mới về. 4 giờ mới. Hơn 4 giờ rồi. Ừ. 4 giờ rồi mới đây. À vậy là bữa nay thì đi lễ khám thôi chứ chưa chăm cứu hả? Chưa. À cha. Chăm cứu là phải bắn là già. Ừ. Cầm kìm nguy hiểm đó. Đúng rồi, hay quá. Ai mới nói cho con? Chị Trân mới nói. Ừ, thì chị Trân cũng có tìm hiểu rồi. Á là nếu mà cái này á mà châm cứu bằng kim á thì nó đúng rồi, hay quá. Mới nghe chị Trân nói đây bây giờ. Thì nếu mà cái bệnh này á là phải châm cứu bằng laser đó thì nó được, còn châm cứu bằng kim á thì hiện giờ nó cũng chưa có tốt so với cho Dũng lúc này. Rồi. Rồi bữa nay á là Dũng uống thuốc đều không? Thuốc đều. Uống thuốc mà vừa rồi chú Phong với mấy anh em đi mua cho con đúng không? Giờ cũng sưng bên trái. Sưng bên đây. Ừ. Dở co lên nó không được. Cái gọi bên đây dở co được. Ừ. Bên đây co không có được. Ừ. Bên đây mỗi lần bước xuống đụng đất là nó thốn. À. Thốn. Chà. Thốn là thốn ngay đầu gối mà luôn ha. Thốn đầu gối luôn. Tới lên tới đây. Trời ơi, giờ là tới cái chỗ xương mông luôn hả? À, chà. Mùa dịch này mà hả, bây giờ muốn đi xa cũng là cái chuyện khó đối với con nữa đó. Rồi giờ sao đây? Đúng rồi, mùa dịch này hả, có vụ đi Sài Gòn cũng không đi được nữa. Lên đó là nó giữ mình luôn á. Rồi Thanh hổm này có lo cho chồng không? Thôi bỏ khẩu trang đi ông ơi, ngồi ở nhà mà. Khi nào mình có đi đâu á mà nó đeo khẩu trang. Bữa nay mặc đồ đẹp quá à. Mặc đồ là thoải mái hả con ha. Giờ Dũng thì cũng đã đi xét nghiệm nè, đã đi chụp hình rồi thì cũng xác định được là đầu gối có gai và chỗ xương bánh chè đó, và cột sống thì cũng có gai, mỡ máu men gan cao, rồi thêm gút nữa. Thì thật sự là những căn bệnh này nhiều cái nó gom lại thì đâm ra nó cũng khó chịu. Ừ, còn cái nước cục hết chưa? Nước cục hết lâu rồi. Lâu lâu nó cũng có mà ít. À. Lâu lắm nó hước lên cái. À. Vậy là hôm qua có không? Hôm qua không. Vậy là thuốc này hiệu quả đó. Hôm qua không có. Tại bữa mua thuốc đó, trong đó có thuốc trị nước cục luôn á. Giờ là uống vô cái nó hết ha. Ngon rồi. Có luôn, không có nước cục gì trong. Ừ. Con có thấy chồng nước cục không? Hay quá, giỏi quá. Vô là hết luôn rồi. Vậy ha, vậy là có tác dụng rồi. Có thuốc tác dụng á. Ừ, thuốc có tác dụng đó con. Để vô là uống là được. Rồi ai lấy thuốc cho con uống? Dũng nè. Hả? Ai lấy thuốc cho con uống hay là tự lấy? Tự lấy. Ừ. Bỏ uống vô là cái hết liền luôn. Ừ. Ừ trời, gì đâu mà. Vậy là nói chung nước cục thì hết mà chân nó vẫn còn sưng. Với hôm qua nữa là nói mua xe cho con á, là xe này á hả? Xe này đó.
Đâu rồi, đây nè, cho cô chú anh chị xem nha. Đó, đây là chiếc xe đập điện á, đang nạp điện luôn đây. Quá dữ rồi, chiếc đẹp dữ lắm nè. Ôi ôi, đã quá. Ủa mà hôm qua đó làm sao mà không chạy về mà phải đạp về? Hả? Sợ đông, chỗ đó đông quá. Sợ đó chỗ đông quá chú ơi. Dạ hả? Sợ đông. Đông quá sợ người ta. Đông người ta. À hả? Đông người ta. Vậy là xe này nó mạnh quá phải không? Nó chạy lẹ lắm phải không? Lẹ lẹ đông ta. Ừ. Ơi ơi, vậy là chính vậy mới đạp đó ha. Không dám chạy về. Dạ hả? Chạy về đông ta. Trời ơi, có cái bao gạo, có cái bịch muối phía sau mà sợ cha lẹ gì? Là chở con á. Đụng 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 ta chở nhanh quá đụng ta. Ừ. Con vui không? Có xe vui không? Có, mới cúng rồi đó. Ừ, đúng rồi. Thấy thương quá à. Về mua về là cúng bài ra là cúng xong rồi. Vậy yeah. Ha. Mà con thích xe không? Thích. Dũng thích không Dũng? Thích. Mới cúng rồi xong rồi đó. À. Rồi ăn mừng luôn. Ăn mừng luôn. Quá mừng rồi. Quá mừng rồi, Dũng ăn gà nữa. Trời ơi nữa. Đâu có được ăn gà đâu. Nhịn tạm thời trong lúc này đi. Gà này là gà ấy à. Vừa không không, biết sao không, nó bổ quá. Mình đang uống thuốc á Dũng. Không nên ăn. Bây giờ là mới cúng xong rồi đó. Trời ơi. Bệnh này là kiêng cữ ăn uống nó kỹ lưỡng lắm, thường quá à. Rồi mà thấy như nó sưng nhiều dữ rồi ta, để chú Phong coi coi. Rồi coi nè, bên đây sưng nhiều luôn rồi nè, thấy sưng rõ không cô chú anh chị? À, quá trời sưng luôn rồi nè. Sưng nhiều thiệt, lãng quạng sưng hả, là nữa cái sưng cái chân nó bự hơn chân của Thanh luôn. Thường là Thanh chân bự, còn này hả, lượng ngoạn là bằng Thanh luôn. Ơi nhưng mà khổ dữ vậy nè, đã không đi buôn bán rồi, rồi giờ thêm bệnh nữa, rồi sao đi tới đi đứng gì được đây. Rồi bữa nay có ngủ nghỉ gì được không Dũng? Có ngủ được mà nó nhức quá à. Nhức. Ừ. Nó giật lên cái méo miệng luôn. Dạ hả? Trời ơi, dữ vậy sao? Vì vậy là nó đang có tác dụng á, nó mới làm cho đau đó. Đau là có giật từng cái. Ừ. Giật từng cái. Như chẳng hạn bây giờ mà đứng đi đi là nó khó chịu lắm phải không? Đi là nó thốn. Ừ. Ôi trời. Khổ rồi chứ. Thì con sao rồi Thanh? Nè cha chồng bị như vậy rồi con tính làm sao? Không phải, nhưng mà chồng bệnh vậy đó, con có chăm sóc chồng không hả? Chăm sóc sao? Nhưng mà con chăm sóc làm sao? Khỏe, nhưng mà có đấm lưng hay là bóp giò cho chồng không? Có không? Dạ, có. Thôi làm thử rồi. Rồi làm qua rồi. Làm rồi. Làm trên cỏ rồi. Ở đâu? Bà Giao á. Vậy hả? Dạ. Bóp sao? Bóp gì nè. Vậy hả? Đâu? Dạ. Ôi, bóp mạnh hả? Bóp nhẹ? Nhẹ. Ừ, chứ bóp mạnh chồng đau ha. Rồi bữa nay có làm không? Có, nào cũng không làm. Không phải bữa nay có bóp cho giò cho chồng không á? Có. Thiệt không? Làm. Thương quá à. Vậy con có thương chồng không? Thương nhiều không? Nhiều. Thương quá à. Rồi giờ sao trời? Bệnh thì bệnh chỗ này thì không buôn bán được. Rồi giờ uống thuốc không hết nữa. Rồi phương án sao giờ đây? Cô chú anh chị ơi, có cái gì góp ý với em không? Thấy sưng nữa tội nghiệp quá à. Tịch chứ. Rồi bữa nay con có ăn cơm chưa? Chưa.
Giấc chưa á? Giấc hả? Chưa. Bữa nay ăn cơm gì? Dũng bắp và Dũng ăn rồi, con chưa ăn. Ăn rồi bắp. Cái gì đó, cái, mình cái này khoan, cái này là cái gì? Đậu bắp. À, đậu bắp hả? Đậu bắp ăn chứ gì vậy? Cái mày vinh bằm làm chả. Dạ hả? Cái màu vinh đó hả? À, cái màu vinh xây rồi làm chả ha? Dạ. Ừ. Cái dồ. Ôi ơi. Còn bên đây là cái lòng tông hả? Cái lòng tông này mua hay câu? Cái lòng tông. Ở này mua ha. Ừ. Thật sự giờ ăn uống đơn giản là tốt. Không sao. Thật sự chứ giờ chị Trân với chú Phong á thương quá mà giờ cũng không biết sao giờ nữa nè. Đã đi trị bệnh, đã mua thuốc rồi bây giờ uống không hết. Rồi giờ trị sao giờ đây? Ừ, cái phiếu xét nghiệm hôm qua với chụp hình con để đâu rồi? Lấy cho chú Phong, để chú Phong đem để chú Phong đem về xe rác, chú Phong gặp ngay bác sĩ mà giỏi ở bên bển á. Bỏ đâu? Ừ. Ồ, giỏi quá. Đầy đủ trong đây không? Đầy đủ luôn. Đầy đủ ha. Rồi, ok. Ê, Thanh và Dũng đã đưa cho mình cái phiếu mà đã chụp hình xét nghiệm ở đây, thì Phong sẽ về Sa Đéc á, Phong sẽ hỏi về cái những bác sĩ mà giỏi ở bên Sa Đéc á về cái phương án điều trị này và uống và trị nó cách sao và uống những thuốc gì nha. Thì vì mình nghe nói hiện tại giờ là Dũng bị đau quá và sưng hơn nữa rồi, thì không biết cái thuốc vừa rồi mua nó có hợp không, thì sẽ cầm cái to đó và những cái phiếu X quang này nè, hỏi bác sĩ đó coi sao. Thực sự cũng đang rất lo cho sức khỏe của Dũng. Thì khi nào mà đi qua tới Sa Đéc á, gặp ngay bác sĩ á, thì Phong sẽ quay phải like hoặc là đưa cái đoạn mà để bác sĩ nói đó sẽ gửi đến cô chú anh chị nha. Thì rồi mua uống thì mua một tuần là cái thuốc gì nè, nhưng mà còn một loại cái hũ là uống một tháng, nhưng mà Dũng nói là Dũng đau rồi thì không cơ bộ không tác dụng rồi, nhưng mà hiện giờ chỉ có tác dụng là nước cục là hết không Dũng? Dạ, nước cục hết rồi. Ừ. Thì đó, giờ Phong đã cầm trên tay đây, Phong đã cầm trên tay cái phiếu rồi đây, là có lấy ra gì ra chưa hay là nguyên si nữa chưa? Nguyên si ha. Ừ, rồi chú Phong sẽ cầm qua bển cho chị Trân á, vô gặp ngay bác sĩ giỏi rồi hỏi cho tụi con nha. Kiểm tra coi còn có bị mất gì không. Cái đó nè, đúng rồi, cái phiếu đó quan trọng lắm á, cái phiếu này quan trọng lắm đây. Cái đó là cái phần xét nghiệm máu, xét nghiệm sinh hóa. Ba tấm phải không? Ba tấm chụp hình phải không? Rồi đủ luôn. Còn gì nữa hả? À đúng rồi đó, cái giấy đó đúng rồi đó. Rồi ok. Con vô trong đi. Để cho nó ngay, đừng để nó bị cúp lại á. Cúp cái là nó bác sĩ khó coi lắm. Đó, rồi để nó giấy nó vô luôn, sẽ đi qua bên Sa Đéc hỏi người bác sĩ giỏi luôn. Rồi để thẳng nó luôn, đúng rồi đó, để thẳng luôn đi. Rồi chị Trân sẽ hỏi bệnh của Dũng thì sẽ trị cho Dũng hết ha, con chịu không hả? Nói lớn rồi cậu, đâu có, cái này là chú Phong chỉ cầm cái giấy đó thôi chứ không phải chở Dũng đi. À, khi nào chở Dũng thì con mới đi theo. Ai biết chơi cầm cái miếng giấy này đi qua bác sĩ. Cầm miếng giấy đó thôi. Chứ không phải là chở Dũng. Khi nào mà bác sĩ nói đi tưởng đâu chở Dũng qua bển chứ.
chở Dũng là chở con theo ha. Ha. Đến đâu ra chở Dũng thôi phải. Ừ. Lấy cái miếng giấy này qua bác sĩ. Ừ, hỏi bác sĩ hả con ha. Ừ, đúng rồi. Thì nghe nói hôm nay á đáng lẽ là chú Phong không có qua. Tưởng đâu là tưởng đâu mà chú chở chú Dũng vào hỏi chứ. Ừ, không có. Khi nào mà bác sĩ kêu chở qua đây trị á thì chở Dũng rồi chở con đi luôn ha. Ừ. Cầm miếng giấy này đi bển. Thực sự mới nãy đi tới á thấy Dũng mặt nhăn nhó lắm chứ không phải mà gán ngồi đây để mà nói chuyện với Phong đâu. Thấy thật sự đau đó nha. Thường ngày là như từ sáng giờ nó đau nhiều không? Hay là có lúc nó đau lúc không? Lúc đau không. Dạ hả? Lúc nằm im không có gì hết trơn. Ừ. Đi mới đau. Dạ hả? Mới đau. Ý là ngồi gì xương sống cũng hơi đau đau. Xương sống đang bị gai đó. Đang bị gai đó bởi đây đau là phải rồi. Ôi trời. Không đi rồi. Dạ hả? Không bận cho chạy việc nhà không rồi. À, ừ. Vậy hẹn con 4 giờ hả? 4 giờ. Thì để coi chú Phương coi tính sao. Nhưng mà riêng về chú Phong á là sẽ cầm cái giấy xét nghiệm này nè để mà gặp ngay bác sĩ giỏi, hỏi cái bệnh tình của con làm sao, có nặng không theo cái giấy kết quả đó. Và nếu mà có cần trị thì chú Phong sẽ qua chở con đi qua bển nha. Ừ. Mà nếu đi có cho Thanh theo không? Cho. Ở nhà đi không coi. Ha. Ở nhà đi. Không. Thiệt mà. Không. Đi theo nặng xe nó không chết à. Không. Không. Thì đó giờ con đi xe đét chưa nè. Chưa. Chưa. Ủa. Vậy nữa có đi đi ha. Thì mình sẽ đi về xem kết quả như thế nào. Thì nếu mà gặp được bác sĩ á thì lúc đó Phong sẽ quay gửi về cái nội dung của cái buổi gặp nghe bác sĩ đó như thế nào để gửi đến cô chú anh chị nha. Dạ Phong xin chào và hẹn gặp lại quý vị những video tiếp theo. Bye bye.